Chỉ với con bài Lordaeon, Maris thổi bay cả đội hình tia chớp, Flash biến thành phở nát luôn. Trong trận đấu tâm điểm giữa VGaming và Team Flash mới đây, tuyển thủ Maris đã lại một lần nữa thi đấu như lên đồng khi cầm quân bài Lordaeon can quét khiến đội hình tia chớp không thể chơi điện tử trong sự ngơ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa của người hâm mộ. Với những anh em cầm Lordaeon làm tướng thủ, chắc chắn phải xem ngay giao án này, mấy nữa vào game tha hồ mà múa nhá. Ở dưới chân mình và Quang Hải bọc rất đẹp ở trong tình huống thi đấu này. Marin đang gặp khó, cố gắng bắn ra cho mình ba súng, nhưng Hoàng TD tiếp cận và đó là điểm first thing kill khi mà Marin băng vào, kết hợp thêm với cả sứ mệnh ưu thế của Senel và double kill với một đội hình quá cục xúc băng cả Marin vào. Đến từ vị game tiếp tục là Marin tấn công một lần nữa và Marin và lần nằm xuống thứ năm. Đây là Marin một lần nữa bị bắt ngược trở lại bởi Marin, anh không nên bắn từ trường lan chính xác. Lần nằm xuống thứ sáu của Marin và có thể đây sẽ là pha giao dịch chiến thắng dành